Một cú bấm bóng của đồng đội Steven Gerrard chạm bóng tinh tế hướng về cột xa. Anh chạy đi ăn mừng rồi lại tiếc nuối khi bóng tìm đến đúng cột dọc. Có bóng trước vòng cấm, một quyết định táo bạo khi anh ấy thực hiện cú Rabona. Bóng đi hiểm hóc nhưng lại trúng xà ngang nảy ra ngoài. Đường phát bóng của đồng đội, Fekir vuốt bóng quyết đoán trong tư thế khó. Bóng đi vừa cong vừa mạnh, đấm bại thủ môn nhưng đạp vào xà ngang. Zlatan Ibrahimovic thi đấu cho AC Milan ở độ tuổi 30 vẫn thể hiện những phẩm chất siêu việt của mình. Một cú Trivela cầu vòng không ai ngờ đến, thật may cho thủ môn khi bóng không đi vào lưới. Karim Benzema đón đường tạt bóng của đồng đội, bóng đi sửa lưng nhưng anh vẫn kịp tung ra cú tà lồng rất nghệ sĩ, bóng tìm đến đúng xà ngang khung thành. Tân bóng loại bỏ hậu vệ đang theo kèm rồi dứt điểm đánh bại thủ môn, thật tiếc khi bóng chạm cột dọc. Bóng tranh chấp lập bập nảy ra, cầu thủ này rất nhanh chạy đến và ra chân ngay lập tức, cú sút hoàn toàn làm bất ngờ thủ môn. Golden Boy Joe Felix với một cú sút từ gần chấm phạt góc đã khiến tất cả khán giả đội nhà thót tim khi bóng chạm vào mép ngoài xà ngang. Tất cả đã chuẩn bị cho tình huống treo bóng thì Kevin De Bruyne lại làm điều ngược lại. Anh hướng bóng về cột gần nơi thủ môn để hở và suýt phải trả giá. Federico Valverde càng ngày thi đấu càng tiến bộ, một cú sút xa từ khoảng cách 35m, cú sút như trời giáng trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Nhận bóng trong tư thế quay lưng, anh ấy bình tĩnh đánh lừa toàn bộ hàng thủ đội bóng áo xanh bằng một cú Rabona trong không gian hẹp. Pirlo với một cú sút với quỹ đạo cực khó lường, bóng hướng sang trái rồi lại ngoặt sang phải trong gang tấc, khiến thủ môn không kịp trở tay. Một mình đi bóng lắc léo vượt qua 5 cầu thủ đối phương, dứt điểm gọn gàng vào góc dưới khung thành. Đáng tiếc bóng đập cột dọc và không có đồng đội nào vào tiếp ứng. Bóng nảy ra từ pha tranh chấp giữa sân, cầu thủ này lập tức vẽ ra một đường cong tuyệt hảo. Bóng đi rất khó chịu khiến thủ môn phải bó tay. Thủ môn rời khỏi khung thành, chỉ cần một cú sút trúng đích thôi là sẽ thăm bàn. Anh ấy ngay lập tức tung ra cú Rabona nghệ sĩ. Nếu đó là bàn thắng, khả năng cao sẽ là cú Rabona khó tin nhất lịch sử. James Ward-Prowse chứng minh anh đang là một trong những cầu thủ sút phạt hay nhất hiện tại. Trong một tình huống phạt góc không thuận để cứa lòng, Ward-Prowse đã vẫn có thể sút quả bóng hướng vào khung thành. Một cú nã đại bác tầm xa từ khoảng cách hơn 30m khiến thủ môn bất lực. Thật tiếc khi bóng đi trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc. Cầu thủ West Ham với một pha tung người móc bóng nhanh như điện, anh suýt nữa có thể ăn mừng siêu phẩm nếu bóng đi thấp xuống vài cm. Paulo Dybala thoát xuống, đỡ bóng như thể là gắn keo vào chân, lốp bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn. Ronaldinho, phù thủy thực sự trên sân cỏ, hãy nhìn cách các hậu vệ bên kia khổ sở theo kèm anh. Một cú chích bóng qua đầu thủ môn suýt thành công. Tide mạnh mẽ, đi bóng lắc léo, dứt điểm hiểm hóc. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì tình huống đã trở nên hoàn hảo. Nhận bóng từ giữa sân, anh ấy như có mắt sau lưng, lập tức vô lê một chạm hướng về cầu môn. Bóng đi khó chịu vượt qua tầm với của thủ môn. Anh ấy là bậc thầy của kỹ thuật ngoặt bóng. Anh ấy khiến cho hàng thủ đối phương không biết phải xoay sở như thế nào. Rê dắt mượt mà, dứt điểm xuất sắc từ góc hẹp. Thật tiếc khi bóng dội đúng cột dọc. Người ngoài hành tinh Ronaldo de Lima, hình ảnh quen thuộc của anh khi một mình rê dắt qua cả hàng phòng ngự đối phương, chỉ là bóng không đi vào lưới. Luis Suarez trong màu áo đỏ, nhận bóng rồi vung chân quyết đoán tung ra cú dứt điểm trúng cột dọc. Một vài đồng đội đã vội ăn mừng. Joao Felix, người được kỳ vọng kế thừa Ronaldo tại tuyển Bồ Đào Nha với một pha tung người móc bóng không khác gì vị tiền bối. Bóng đi mạnh đến nỗi làm rung chuyển xà ngang. Xoay sở ở rìa vòng cấm, một cú cứa lòng bất ngờ về góc xa suýt trở thành bàn thắng.
Nhận thấy thủ môn lên cao, cầu thủ PSG đã thực hiện một cú dứt điểm kỹ thuật khiến thủ môn đối phương suýt phải trả giá. Còn chưa đến vạch giữa sân, một cú treo bóng thẳng vào khung thành, bóng đập vào xà ngang, nếu không đây có thể là bàn thắng xa nhất lịch sử. Một cú talon cực kỳ nhạy cảm từ chân trái của Asensio khiến cho thủ môn chỉ biết đứng nhìn. Lionel Messi ngày còn trẻ khéo léo đi bóng qua khe giữa của hai hậu vệ, bấm bóng qua thủ môn bằng chân trái sở trường đập trúng cột dọc. Một cú đá phạt theo kiểu lá vàng rơi, bóng được cứa về góc xa, thủ môn dù có với hết sức cũng không thể chạm tay vào bóng. Cầm bóng ngay trước vòng cấm, anh ấy sợ hãi đối phương, tung ra cú nã đại bác quyết đoán đánh bại thủ môn nhưng lại bị khung gỗ từ chối. Từ giữa sân sát đường biên trái, cầu thủ Ryan tinh quái câu thẳng quả bóng về phía khung thành một cách bất ngờ. Một đồng đội khác đã vội giơ tay ăn mừng. Thoát xuống nhận bóng từ đồng đội để đối mặt, anh ấy rất bình tĩnh thực hiện kỹ thuật Rabona thành công đánh lừa thủ môn. Tung bóng một nhịp rồi tung người ngã bàn đèn ngẫu hứng. Thật tiếc khi bóng chạm xà ngang. Salah với tình huống đi bóng từ cánh phải sở trường, cú lắc người nhẹ nhàng vào trong để cứa lòng, bóng chạm ngay điểm nối giữa cột dọc và xà ngang. Nelson Semedo với pha tham gia tấn công như một tiền đạo, khéo léo thoát khỏi sự truy cản của hai cầu thủ, rồi dứt điểm bằng chân không thuận chạm xà ngang. Nhận bóng trước vòng cấm, các động tác giả liên tục giúp anh ấy vượt qua lần lượt 5 hậu vệ áo xanh. Cú dứt điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, suýt trở thành bàn thắng. Paul Pogba thời trai trẻ còn ở Juventus, đón bóng không thể nghệ sĩ hơn, quay người rồi dứt điểm cực mạnh. Vừa rồi chúng ta đã cùng được xem tổng hợp những tình huống bàn thắng bị từ chối một cách đáng tiếc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình để luôn cập nhật thông tin mới nhất về bóng đá thế giới nha.